đó là một trong những ngày thuộc định luật Murphy. Việc gì có thể sai thì phải sai lè. Bạn thức dậy muộn, lỡ chuyến xe buýt, đồng nghiệp làm phiền không dứt và bị sếp chỉ trích cả ngày. 4:58, cuối cùng cũng sắp tan làm rồi. Nhưng sau đó sếp đến gặp bạn và bảo bạn phải ở lại trễ để giải quyết sai lầm của ai đó và thời gian rất gấp. Cuối cùng bạn cũng về đến nhà, kiệt sức và cảm thấy tồi tệ. Dĩ nhiên rồi, mí mắt nặng trĩu và bạn đã sẵn sàng chìm vào giấc ngủ cho qua ngày như họ vẫn nói. Lúc đầu giấc ngủ không đến, những suy nghĩ chạy tới chạy lui, bạn tua lại các cuộc trò chuyện trong đầu, nghĩ ra câu trả lời hay hơn những gì bạn đã đáp lại vào lúc đó. Càng ngày dài và cho đến thời điểm này, cơ thể bạn tiết ra các chất hóa học có thể phá hỏng giấc ngủ. Cùng tìm hiểu về chúng nhé. Chúng ta sẽ làm một chuyến đi ngắn đến thận. Bạn có thấy chỗ màu vàng giống cái mũ ở trên cùng không? Đó là các tuyến thượng thận. Khi não bị tấn công bởi các tác nhân gây căng thẳng, nó sẽ gửi mệnh lệnh đến các tuyến này. Tôi không thích tình huống này chút nào. Tôi cần tăng cường các giác quan, đồng tử giãn ra để thu nhiều ánh sáng và nhìn rõ hơn. Thuốc tê trong trường hợp tôi bị đau, nhịp tim nhanh hơn để tăng lưu lượng máu đến các cơ. Trong trường hợp tôi cần chạy nhanh khỏi tác nhân gây căng thẳng này, làm ngay đi. Đó chỉ là những căng thẳng bình thường ở công ty thôi, không giống như bạn đang chạy trốn một con hổ hay gì đó tương tự. Nhưng cơ thể bạn không biết điều đó, nó đối phó với mọi căng thẳng theo cách như nhau. Ý tôi là, khi lo lắng lòng bàn tay sẽ đổ mồ hôi để bạn có thể bám vào thân cây và leo lên cây nhanh hơn. Đúng vậy, bộ não hoạt động theo bản năng của người thượng cổ đấy. Với mệnh lệnh từ trụ sở, tuyến thượng thận phản ứng bằng cách bơm adrenaline và cortisol vào máu. Chúng đây, giống như những thứ bạn học trong tiết hóa hồi trung học ấy nhỉ? Chúng là hóa chất, cụ thể hơn là nội tiết tố. Chúng chịu trách nhiệm cho những thay đổi của cơ thể mà não bộ ra lệnh. Chúng được tạo ra do trạng thái cảm xúc của bạn. Về cơ bản là bạn sẽ tức giận, sợ hãi, bối rối, lo lắng khi căng thẳng. Vậy là cơ thể sẽ tiết ra những chất này cả ngày, đúng không? Luồng adrenaline chỉ kéo dài khoảng 1 giờ. Vấn đề chính hiện nay là cortisol. Khi bạn nằm trên giường, mắt mở thao láo lúc 1 giờ sáng, giận cả thế giới vì ngày tồi tệ mà bạn đã trải qua. Chất này phải mất 8 tiếng mới hoàn toàn thoát ra khỏi máu. Vì vậy nếu bạn căng thẳng vào buổi chiều, cơ thể bạn sẽ vẫn chứa đầy hormone căng thẳng cho đến giờ đi ngủ. Cuối cùng thì bạn cũng chìm vào giấc ngủ vì cơ thể bạn cần khởi động lại. Nó hạ gục bạn để có khoảng thời gian quý báu dành cho việc thay mới tế bào, cải tạo mô, làm công việc bảo dưỡng K3. Nhưng vấn đề là khi bạn đi ngủ, bộ não sẽ xử lý tất cả thông tin mà nó nhận được trong ngày. Nó cần phân loại những gì hữu ích và những gì nên ngay lập tức đưa vào kho lãng quên. Này, tôi gửi bản của mình đến máy hủy thông tin rồi. Ký ức dài hạn về những gì bạn gặp phải trong ngày cũng hình thành khi bạn ngủ. Bộ não nhớ lại tất cả những trải nghiệm bạn đã có. Vì vậy, nếu căng thẳng đến từ một khách hàng bạn không thường xuyên gặp hay một người bạn cùng phòng bạn gặp hàng ngày, bộ não chắc chắn cũng sẽ nhớ. Bạn cũng sẽ không ngủ sâu. Còn nhớ cách những hormone căng thẳng khiến bạn cảnh giác cao độ chứ? Hiện tại bạn mất ý thức, nhưng không có nghĩa là cơ thể bạn đang nghỉ ngơi. Hãy nghĩ về điều đó theo cách này. Bạn đã bao giờ qua đêm ở một nơi xa lạ chưa? Có thể là khách sạn hoặc nhà người bạn. Bạn sẽ liên tục thức giấc vào nửa đêm. Đó là vì bộ não ở trạng thái nửa tỉnh và đang cần mẫn tuần tra mọi mối đe dọa có thể xảy ra. Lý do đó cũng như việc đi ngủ khi căng thẳng có thể khiến bạn giật mình tỉnh giấc và đổ mồ hôi lạnh. Có thể là bạn gặp ác mộng. Có thể bạn đã mơ thấy một con quái vật có thân là rồng khổng lồ và đầu là đầu của sếp bạn. Ha, con quái vật đuổi theo và cố gắng nuốt chửng bạn. Đồng nghiệp ở đó cười nhạo sự hèn nhát và thiếu kiểm soát của bạn. Bạn có thể thức dậy vào nửa đêm để tìm đồ ăn nhẹ. Hormone căng thẳng làm tăng khẩu vị và gây ra sự thèm ăn đồ ngọt hoặc mặn. Đồ ăn ngon có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc vì chúng kích hoạt chất dopamine. Thêm vào đó, cơ thể cần đường để có năng lượng, để chạy thoát khỏi con hổ, ý tôi là sếp bạn đấy. Đây là lý do tại sao cuộc sống luôn căng thẳng cũng có thể khiến bạn tăng cân. Giống adrenaline, cortisol cũng có rất nhiều lợi ích đối với cơ thể. Chất này kiểm soát sự cân bằng muối và nước, huyết áp, lượng đường và điều hòa sự trao đổi chất. Nhưng nếu hàm lượng cao, chất này trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của bạn thì sẽ gây ra các vấn đề tăng cân, hệ miễn dịch và xương yếu hơn, đau đầu, vấn đề về tim và đường ruột. Đi ngủ khi cáu gắt một lần sẽ không dẫn đến các vấn đề trên. Nhưng nếu thường xuyên như vậy thì không tốt. Buổi sáng thức dậy, bạn cảm thấy thật kinh khủng. Bạn nhìn vào gương và thấy hậu quả của một đêm trằn trọc, quầng thâm mắt. Ngủ không ngon khiến các mạch máu dưới mắt giãn ra, dẫn đến mắt bạn sẽ có quầng thâm. Qua thời gian, adrenaline và cortisol cũng có thể gây sạm da, nhăn da và tóc bạc sớm nữa. Bạn cảm thấy như thể bạn hoàn toàn không ngủ,
những ký ức dài hạn mới hình thành về người sếp tồi tệ sẽ là thứ đầu tiên ùa về vào buổi sáng. Bạn đi ngủ khi cáu gắt và bắt đầu một ngày mới cũng như vậy. Đó là một vòng luẩn quẩn. Bạn tắm vào buổi sáng để tươi mát và tỉnh táo hơn, nhưng lẽ ra bạn nên làm điều này vào đêm qua. Tắm buổi tối giúp thư giãn cơ bắp và điều chỉnh nhiệt độ. Bạn hạ nhiệt khi ra khỏi nhà, điều này gửi tín hiệu đến cơ thể rằng đây là lúc đi ngủ. Bạn cũng có thể đắp chăn nặng hơn khi ngủ. Áp lực đó cảm giác giống một cái ôm cả người vậy, và nó cũng hiệu quả theo cách này. Nó kích hoạt sự giải phóng các hormone vui vẻ như dopamine và serotonin. Trong đó serotonin rất quan trọng, nó giúp tạo ra melatonin, hormone giấc ngủ. Chạy hoặc đi bộ một chút sẽ lấy đi sự cảnh giác dư thừa và giúp bạn ngủ ngon hơn. Hãy tưởng tượng cơ thể bạn là một chiếc xe và adrenaline là xăng. Xăng không tự mất đi, bạn cần phải lái xe hàng km để làm cạn thùng nhiên liệu. Nhưng đừng lạm dụng việc này. Tập thể dục quá nhiều có thể sẽ phản tác dụng, bạn sẽ hưng phấn đến mức không ngủ được. Tắm cũng không giúp ích được gì nhiều vì bạn đang thiếu ngủ trầm trọng. Thế nên bạn uống một ly cà phê Americano đậm đặc để thực sự có năng lượng. Caffeine làm tăng nồng độ cortisol, giúp bạn tỉnh táo và không ngủ gật trong cuộc họp sáng nay. Sếp rồng sẽ thích điều này đấy, nhưng hãy cẩn thận. Tác dụng của caffeine sẽ kéo dài 5 tiếng. Nếu bạn uống một tách vào buổi trưa, cơ thể sẽ không đào thải hết cho đến khoảng 10 giờ tối. Bạn bắt đầu làm việc, nhưng ngay sau đó sếp gọi bạn vào phòng ông ấy. Tuyệt vời, lại nữa rồi. Nghe này, xin lỗi hôm qua vì đã gây khó dễ cho cậu. Đêm hôm kia tôi không ngủ được vì căng thẳng với một số việc cá nhân. Tôi không muốn biến thành một con quái vật như vậy đâu. Và đó là khi bạn nhận ra cuộc sống không ngừng mang đến căng thẳng, không chỉ với mỗi mình bạn, nhưng cách chúng ta phản ứng và khắc phục mới là điều quan trọng nhất. Nhận ra được điều này khiến bạn mỉm cười suốt cả ngày hôm đó. Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video bên trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành cùng Soi Sáng nhé!